À, nghe bên cửa à? Dạ vâng, dạ sư đợi chút ngài gần tới ngày lên, Dạ hôm nay ngài lên trễ một chút. dạ được, dạ bữa nay ngài khắc lộ, ngài xin lên. Dạ Là sau khi ngài xong tháng này đó thì chúng ta sẽ làm một cái ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị nơi pháp quả. Kính thỉnh chư đại đức tăng ni cùng chư vị Phật tử đảnh lễ ngài ba lễ. Và bây giờ là phần thọ Bát Quan Trai Giới. Sự thi tham của Đức Phật phần này sẽ do sư cô trên hướng dẫn. Chúng con xin thành kính lĩnh lễ ngài, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích.
Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tám quy và ba quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hạnh theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tám quy và ba quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hạnh theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ca Ba Đo ngài là bậc ca răng cao tướng được chân quả trên biên trì do ngài tử ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ca Ba Đo ngài là bậc ca răng cao tướng được chân quả trên biên trì do ngài tử ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Ba Đo ngài là bậc A Rang cao tưởng được chân quả trên biên trì do ngài tử ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Ba Đo ngài là bậc A Rang cao tưởng được chân quả trên biên trì do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba La Hoa Đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Đa Hoa Đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bao nhiêu? Dạ, xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dụng đủ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dụng đủ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem hát nghe đàn kèn
trang điểm thọ vật thơm dội phân và đeo tràng ba. Con xin công chứng điều học là vui tránh xa sự mua hát, khỏi kèm đường xem mua hát, nghe đường kèm trang điểm thọ vật thơm dội phân và đeo tràng hoa. Con xin vẫn giữ đạo học là vui tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin công giữ điều học là vui tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới, trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hậu để vâng giữ hạnh theo, cho được trong sạch trọn ngày mai và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành, để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Chân tình nên thở trì ba quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, khám nên dễ dùng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các kỳ nên chữ thiền tinh và đáng thở trì giới vật cho được trong sạch khám nên đã lâm nhau. Dạ, xin quý vị dở trang 77 tụng bài kệ Thỉnh Pháp Sư. Phạm thiên bậc ngắm ngồi khổng hoang, Phật nhận lời những chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vượng lọc gia dời chân sang, chia qua pro ca hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều chân như được nên hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng khối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ông phổ cập, tám mưa lần rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ rất rõ ràng, hình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh mọi khắp chốn đi, tối mê cầu đẳng trí là trí quen. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Samma no Dhamma Padipattiya Buddhang Bhojami. Himaya Thamma no Thamma Padipattiya Thammang Pojemi. Himaya Thamma no Thamma Padipattiya Sangkhang Pojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Hôm nay là ngày Uposatha, ngày Bồ Tát của chư tăng cũng như của chư thiện nam tín nữ có niềm tin với Đức Phật và thọ trì giới đức do Đức Bổn Sư chỉ dạy để giải thoát những sự đau khổ trong hiện tại do bệnh hoạn gây ra. Mà chúng ta đã biết trong thời gian của bệnh dịch hạch, bệnh thứ 19, từ 2019, Phật giáo tới 2020 vẫn còn bên còn kéo dài. Như vậy cái mục đích của người hành giả tu để mà giải thoát những sự đau khổ của sanh già bệnh chết, mai ai cũng sợ. Vì sợ sự chết không phải một chúng sanh, không phải một người, hết cả toàn thể trong tam giới ai cũng sợ sự chết. Để bảo vệ sự chết và muốn sống mãi mãi, biết bao nhiêu giáo chủ ra đời để dạy môn đồ của mình làm sao giải thoát khỏi sự chết. Thầy trong đó chúng ta đã có phương pháp làm sao giải thoát nhân sự chết đó. Từ chưa gặp một vị giác ngộ, chưa gặp Đức Phật là chúng ta đã có thờ. Vì chúng ta thấy chúng ta sống với sự thương yêu của cha mẹ nuôi chúng ta mà chúng ta sống. Mà trước cha mẹ chúng ta có ông bà, ông nội bà nội, ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, cô viên thật tổ kéo dài như vậy. Sợ sự chết đã thờ sự chết, người bảo vệ sự chết từ lịch sử của loài người, loài chúng sanh có trên thế gian bắt đầu để bảo vệ sự chết. Như vậy chúng ta có đạo thờ bà là nói tiếp kế. Sao mới gặp một vị giác ngộ gọi là đạo Phật, Đức Phật là một vị giác ngộ, một vị giáo chủ trong các giáo chủ trong hành tinh này, đã tìm không chết, bảo trì không chết. Rồi chúng ta gặp một vị nhiều vị giác ngộ, vì thấy các tôn giáo trên thế giới nhiều, không gì hơn là để bảo trì, bảo vệ sự chết đó thôi. Tôn giáo nào cũng bảo vệ sự chết, có ý kiến khác nhau, có sự hiểu biết, có trí tuệ biết khác nhau. Trong đó có Đức Phật mà chúng ta tin tưởng cho đến ngày hôm nay, quy Phật rồi ngài Bồ Tát như vậy đã giải thoát sự đau khổ trong hành thế giới sự chết. Sự chết không gì hết. Sự chết có tên của nó riêng. Giờ chết trong hành tinh này, trong thế kỷ 2019, rõ ràng sự chết trước mặt chúng ta có một cái hạt cái trùng mà chúng ta đang sợ, cái dịch hạt nó sợ sự chết và sợ cho đến đội cả thế giới gặp nó tới nó giết con người, không có gì ngăn ngừa nó được. Ai ngăn ngừa được không? Đức Phật kha, nó là ma vương, nó một cái đó là mình
Thắng bạch cao, Đức Phật dạy chúng ta nhiều cái niệm thế nữa, nhiều phương pháp để mà trị bệnh. Thấy Đức Phật dạy chúng ta sợ ta tìm được để chúng ta không chấp tin tưởng Ngài rồi, rồi gấp rút quá nè, người ta sợ hãi, ôi vậy lại sợ ta tin tưởng ta, niệm ta đi. Vậy đó, các giáo chủ khác cũng niệm, các giáo chủ khác cứ niệm ta, niệm Phật đó, Phật. Ta có một phương pháp niệm Phật để đứa đi sanh về một cái cõi cao, cõi tên nó nhiều tên mà có niềm tin ở Đức Phật được sanh như cõi Đức Phật, nó nhiều cõi lắm nè. Thì có người nói cõi Tây Phương cũng được, cõi Tây Phương hay là cõi trời cũng được, nhiều cõi trời để bảo vệ sự chết, sự trốn tránh, sống lâu trong lòng chết đất không còn chết nữa. Rồi Đức Phật ra vậy niệm đi, niệm gì dễ đó, niệm Phật, nói tin tưởng ta, niệm ta, không sợ, niệm ta là không sợ, sợ gì sợ chết, niệm không sợ, bắt đầu niệm Phật dễ lắm, tin tưởng Phật niệm đó. Già cũng niệm, trẻ cũng niệm, ai cũng niệm được, hầm lạc thiền một cái. Rồi Đức Phật nói tại sao niệm nó là cứ sợ chết, sợ gì, sợ thương ta, nhưng ngươi niệm nữa, niệm tình thương ta, ta thương ta, bắt đầu rải tâm từ hàng ngày về ru hồ mi, nguyện cho ta không có quan trái, không gặp nguy hiểm, không bị tật bệnh ông đạo, được đầy đủ hạnh phúc, không đều đau khổ nó khổ nguyện. Như vậy thương ta, niệm ta, như thế thương ta, tôi thương tôi thương tôi, niệm cho mạnh đừng quên, mọc cái bảo vệ. Hỡi Đức Phật nữa, nếu mà đối té còn cái gì, cái thân này nó chết, coi nó đó nó bất tịnh, đó nó bệnh, thôi nó mất đi. Nè, bắt đầu Đức Phật niệm bất tịnh, tìm ra trong này mình bảo vệ nó, thay tìm nó ra, ôi tóc bất tịnh, lông bất tịnh, xương bất tịnh, răng bất tịnh, da bất tịnh, bất tịnh rồi hết trong ba mươi hai thì nó bất tịnh đấy. Rồi cuối cùng gì nó sợ chết, niệm nó luôn. chết là chắc chắn, sống là bất tịnh. Đức Phật dạy trong khi mà chưa nhà liền niệm liền, nói đó là bảo vệ sự chết á. Nó niệm Phật, niệm tâm từ, niệm thân bất tịnh, niệm sự chết, cứ niệm vậy. Thế ngày hôm nay nếu mà sợ chết, ôi chết là chắc chắn, chết là chắn song bên, cứ niệm như vậy thế nó mất sợ. Hai, Đức Phật cứ sợ là chết cho niệm nó luôn, thấy đối diện nó luôn, niệm bảo vệ đây. Rồi còn phương pháp nào khác đó, Đức Phật dạy nhiều quý vị biết rồi, nào là bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, ô biết bao nhiêu rồi. Như vậy đối tượng để niệm có gì hiểu, bây giờ hiểu còn thầy giờ vậy chỉ niệm thôi, quy y Phật rồi, hồi nãy đọc rồi, giới tin tưởng giới trong sạch rồi giới tôn sạch rồi, tâm tịnh, thế tâm tịnh niệm Phật rồi, niệm tình thương, rải tâm từ, từ kia đó coi cái thân này nó chết cũng để cho chết, nó bất tịnh này vậy đó, để thế rồi niệm nữa, chết nữa, ôi chết là chắc chắn, Đức Phật đối phó chết là phát chắn, sống bên rồi niệm vậy sợ trừ cái đó luôn. Cái đó là niệm, cái đó đại niệm xứ, nó lớn lắm đấy. Niệm thân bắt đầu quý biết rồi, niệm hơi thở vần vần, niệm cảm giác trong thân này có cảm giác, niệm nữa rồi có cái gì tâm niệm nữa, tất cả niệm hết là đạo tư niệm xứ hay là đại tướng niệm xứ rồi. Đây là đầu đề mà Ngài Bồ Tát tổ chức một tháng hai lần Uposatha rằm 29 và 30. Bữa nay là ngày cuối cùng của một tháng, rồi lại Bồ Tát mời bà con có niềm tin này soi chật rồi thọ giới. Như vậy chúng ta nguyện một ngày một đêm cứ niệm nha, niệm Phật không có gì, niệm Phật rồi kẻ đó thương tôi thương ta, thương tôi tìm tình thương,
rồi niệm thân bất tịnh niệm sẽ chết. Hơn đó nữa, vì đã biết giới định về về này phải niệm thêm, đã hướng dẫn quý vị, vì đã biết như thế nào là tu giới, tu định, tu huệ. Tu huệ là tu tứ niệm xứ. Thì đó là đề tài hôm nay. Và tiếp tục thì giờ làm gì? Ngồi thiền. Đã nguyện trong ngày hôm nay thọ giới rồi. Thôi đó gì? Để có chánh niệm. Chánh niệm như vừa giải thích hồi nãy. Niệm đi được hết à. Tôi niệm Phật, tôi không biết niệm như thế nào. Niệm Phật à, tôi không biết nữa. Tôi thương tôi, tôi thương tôi. Không ai thương ai bằng ta thương ta, Đức Phật dạy. Rồi, nhớ đó. Này, hằng à, về rồi nguyện cho con không có quan trái, không gặp nguy hiểm. Đó là sợ đó, sợ quan trái, sợ nguy hiểm, sợ bệnh hoạn ốm đau. Nguyện cho con đừng có bệnh hoạn ốm đau, làm sao con được an vui hạnh phúc và mau giải thoát sợ đau khổ. Nguyện như vậy. Và cuối cùng chết là chắc chắn, sống là bên bên, chết là bên bên, đối diện cho nó luôn. Vậy một ngày nào hai một ngày đó, nó là nó, nó là nó. Vậy đó gọi là niềm tin đó. Bốn niệm đó không bao giờ lạc thiền. Còn quý vị biết niệm tứ niệm xứ rồi, như thế nào là thân quán niệm xứ, niệm hơi thở. Vì bắt đầu niệm. Còn thì giờ đã cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo. Ngoài quý vị trả lời với sự sống Đức Phật là sống là biết bây giờ là thực tại, hiện tiền, thân này, tâm này, luôn luôn hay biết nó, không quên nó, hay biết nó, không quên nó, thân đây, tâm đây, thân đây, tâm đây. Rồi, mời quý vị với chánh niệm, cúng dường Đức Phật là chánh niệm. Với sự kinh nghiệm của quý vị, niệm niệm Phật, đầu tiên nhất niệm Phật ít nhất 3 lần, giống như chúng ta thường niệm mỗi ngày Nam Mô 3 lần, hoặc còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng 3 lần. Rồi, con thương con, con trốn tránh sự chết do bóng hào quang của Ngài. Nhớ Phật. Về thương mình, niệm. Niệm thân bất tịnh đôi 3 lần. Niệm sự chết, chắc chắn chết, sống bất bình. Với hành giả biết hơi thở đi thiên tai, thân quán niệm xứ, niệm thân, nhà đang sống và hơi thở, không quên. Và nó vào cũng hơi thở, và nó ra cũng hở, ngồi thư giãn. Và chỉ ghi nhận nó là khách, nó không phải là chủ, nó là khách thôi. Giờ chánh niệm mới ghi nhận coi khách tới, rồi tâm hài biết ghi nhận, không điều khiển hơi thở, không, nó tự nhiên lại ghi nhận đó, nó đi ghi nhận nó. Không đều, nếu vì cố gắng điều khiển, cũng như một hành giả hỏi, con điều khiển hơi thở để khắc phục cái đau, ngồi nó đau, con thở mạnh không đau được, nhưng vì sẽ cảm thấy mệt. Hồi nào tới giờ, chúng ta không bao giờ tôi, chúng ta tập thở mạnh, trừ khi ta tập thân, ta cố gắng thở cho mạnh, để thân mạnh. Cái này không phải tập tâm,
như vậy theo thở một cách tự nhiên. Và nếu đau tới quý vị niệm đau đau rồi, hoặc nếu quý vị khắc phục nó bằng cách niệm tới tâm nữa, nó thân đau thì do đó đau, nhưng cái tâm mình đấy, nó hỏi có phải của mình không. Và nếu không thấy hơi thở nào rõ, thấy Đức Phật dạy bốn vai nghi ngồi miếng ngồi thì không thể nào tránh cái động. Đối tượng của thân này xúc là động, là đi động, đứng động, ngồi động, nằm động, thế ngồi để vai nghi ngồi rồi động, ngồi động. Như vậy chúng ta tránh thở mạnh là mệt, đều đâu quan trọng. Và nếu theo dõi hơi thở được được, nhưng mà không điều khiển, nó nhanh biết là nó nhanh nhanh, và nó chậm biết là nó chậm chậm. Và mệt niệm mệt mệt khó chịu, niệm niệm hết cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Vậy hãy mời quý vị theo dõi đối tượng mà quý vị quen, vị thích niệm niệm danh niệm bây giờ, và bây giờ thực tại hiện tiền bây giờ, tiếp tục bây giờ.
hướng tâm trở về hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác biết đang ngồi. Đang ngồi và có chánh niệm, đang ngồi có chánh niệm ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Chánh tinh tấn biết cách hướng tâm trở về với thân, thân đang ngồi biết đang ngồi, và cảm giác cái gì trong thân cứng mềm, nhiệt độ nóng lạnh, gió căng như đầm rung, hơi thở vô thở ra. Chú tâm nơi mũi hoặc nơi bụng, màng giả quen và hoan hỷ với sự thực tập của quý vị. Như vậy, hướng tâm trở về với thân, có chánh niệm, niệm ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Mỗi lần ghi nhận là sự tâm thức từ hai biết. Nghĩa là tâm ở trong thân. Hai biết, hai biết, hai biết. Và tâm thức, tâm giác. Biết được đó là thân, đó là tâm. Bây giờ và bây giờ.
hướng tâm trở về hiện tại và cái chánh niệm niệm về nhận. Như vậy gọi là một ngày bắt đầu từ thời giới đến hết ngày này và đêm này là một ngày Bồ Tát Uposatha mà Đức Phật đã giáo truyền
cho người thiện nam tín nữ có niềm tin về sự sống, để bảo vệ sự sống, giải thoát sự đau khổ. Mà bây giờ ai ai trong thế giới này đang cách ly để tránh sự bệnh hoạn của dịch COVID-19, với niềm tin của một vị giác ngộ, Đức Phật dạy chúng ta gọi là thoát ly khỏi sanh tử luân hồi bằng cách tu giới, tu định và tu huệ, như chương trình mà chúng ta đã lên trong ngày hôm nay. Vậy một giờ trong ngày này là chấm dứt của một giờ tu niệm, vậy còn giờ trở lại ở trong chương trình chánh niệm của chúng ta tiếp tục và liên tục. Chúc chư đại đức tăng thiện nam tín nữ hành giả luôn luôn tiến hóa trên con đường thoát ly. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lòng thay hướng cầu các đấng chư thiên trong vòng tinh xa mười hàng ngày, nữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp khi thiện đề cúng dân, rồi xin hồ độ chư tăng, cửa từ ông náo phương ăn hà xa, để cô chẳng mừng trẻ già, cao hạ cung hạ quân là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong thánh thôn lân, kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vô loài thông thường, đoạn thai thấm hoa kỳ lương pháp lành, giải thoát pháp bảo lên hành, đặng dứt khổ liền quanh đò đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, qua thiện trí thức các ngài mở mang, thần tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng ta hàng hòa nhau, lại thêm phấn hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin ba bảo hộ trì cho người tu đã quy Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hoa trong pháp Phật rồi giao truyền, do sự hương bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bi lai.
Nam mô Tam
Con xin ngài mùa hạ này cho con nhập thất tu niệm ba tháng hạ này vô hành nó được tạo. Con xin ngài mùa hạ nhập con nhập thất con tu niệm nhưng mà cũng Phật được nhưng mà cũng tình cảm cũng